2. Đấy. Rồi còn chặt bố thì chạy mãi vào rồi. Chặt lối đi. 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Cho nó vướng cái sắt cái này. Bố trần. Để biết thế nào, vướng cái trần. À, mắc trần vào đấy. Các bác thân mến, bác nào có nhu cầu tiếp kế tiếp để tiếp nhận 10 em đa điểu này thì các bác liên hệ là 0335305982. Đây là những con đa điểu, nó là những con đa điểu của những cuối mùa của năm 2018. Hiện bây giờ con giống con thì đã hết rồi. Các bạn mua những cái chú đa điểu này là mang tính chất là trái vụ. Đương nhiên là cái giá thành bán thương phẩm sẽ rất là đạt giá. Đó. Đó thì đây là 10 con là hiện giờ là đang ăn rất là khỏe mạnh. Đó. Và bác nào mà ở xa thì chắc là phải dùng xe thì mới chở được, không cho vào thùng xốp được. Nếu mà mua 1-2 con cho vào thùng xốp thì chắc là lấy những con tầm 6-7 cân thì được. Nếu như có con thì phải một yến này. Có con thì 6-7 cân. Rất là thân thiện, rỉa đầu mặt rất là thân thiện. Một lần nữa xin để lại số điện thoại là 0335305982. Các bác có nhu cầu nuôi một nứa tầm 10 con thì các bạn có thể liên hệ để các bạn chuyển tại khu vực Ba Vì, các bạn liên hệ để trao đổi mua cái con giống này về nuôi. Rất là thân thiện. Ăn sốc toàn ăn rau đi. Ăn cám với rau, cho ăn rau không. Người kiếm rau này.